Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đến với đến quê quan họ, nhưng năm đến quê chúng ta cũng có một những hướng dân gian rất đặc sắc và vô cùng độc đáo. Nhắc đến năm đến, chúng ta không thể quên là điều của hát dân ca Hà Nam Ninh ngày xưa. Cho nên đầu tiên chúng ta cùng đến với đàn tiền hát bao đầu cho thiên đôi tình thể từ thơ của cô Minh Nhật, nhà hát Nam Ninh quê ta để làm thể ơn thân nhân viên của các đại đàn nhiệt tình nhiệt từ nhạc dân tộc Bang Bang. Quê anh dài đất nghĩa hồng, có cầu Đồng Quý, có sông Giao Phòng, tượng đài Tổ quốc ghi công, anh hùng liệt sĩ oai phong đời đời, xứng danh truyền thống sáng ngời, nông thôn đổi mới tuyệt vời quê anh. Hỡi cô tóc dài là dài áo đơn sơn, thank you.